Nhà có hai em siêu phẩm CDX nhìn chín quá các bác ơi. Một chiếc thì màu xanh biển 29, một chiếc thì màu bạc biển 38. Nhưng các bác nhìn này, nhìn xe CDX mà em Lê Hương nghĩ đến đây là xe đua công thức F1 các bác ạ. Chiếc này, hàm màu bạc độ lên na răng thể thao, độ lên đèn led, rất là nhiều đồ chơi công nghệ đều là số tự động. Mà giá thì chỉ có 250 triệu thôi. Các bác nhìn này, na răng thể thao, các hình sticker này, nhìn rất là chất luôn. Độ cái bộ la răng này lên nó không biết là bao nhiêu tiền rồi. Ở phía sau xe cũng độ lên đèn led rất là đẹp này, phía trước cũng vậy. Số tự động đẹp, độ lên lipo, cảm biến va chạm, cửa sổ lock đầy đủ cho em rồi. Đó, các bác nhìn thấy không ạ? Rất là đẹp luôn. Chiếc màu bạc này biển 38A này em đang bán là 250 triệu đầy đủ công nghệ đồ chơi rồi. Còn chiếc màu trắng kia cũng là biển 29A nhé. Cũng độ lên cho em là có lipo này, cảm biến va chạm, cam lùi. Đấy, em này thì độ lên cái đèn hậu phía sau, các bác nhìn này, đó, đèn hậu phía sau có cái đèn nét cực kỳ là chất luôn. Bác chủ cũ quá là ăn chơi luôn đúng không ạ? Biển số này, cảm biến va chạm đầy đủ cho em rồi. Chiếc màu trắng thì có giá là 270 triệu, động cơ 1.8. Còn em màu bạc này động cơ 1.6 các bác nhé. Đều là phiên bản số tự động và nhập khẩu. Bác nào quan tâm thì alo em Hương ạ.